Xin chào các bạn học viên thân mến, tôi là Trần Minh Quang. Tiếp tục loạt bài hướng dẫn SketchUp S1, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn bài số 10, đó là phần 3 vẽ đế bàn của một cái bàn cổ điển. Các bạn mở chương trình SketchUp và làm theo tôi nhé. Tôi bắt đầu với lệnh Rectangle. Tôi dùng lệnh Scale để điều chỉnh lại kích thước của khối bóng. Tôi dùng công cụ Solid để chia lưới cho nó, mỗi mặt là 4 các bạn nhé. Sau đó tôi sử dụng công cụ Corner. Và tôi sẽ làm mịn. Tiếp theo tôi gắn cho nó một cái tool ép đẹp. Và tiếp tục tôi kéo các vertex ở phía dưới để tạo hình cho chúng nó, cho tất cả các điểm này các bạn nha. Ok, khá là hợp lý rồi. Bước cuối cùng thì tôi sẽ scale cho đúng cái tỷ lệ. Công việc tiếp theo là cái đế ở dưới các bạn nhé. Tôi sẽ dùng một cái sai cột
Tôi sẽ nhân bản cái đế này lên phía trên các bạn nha. Bước tiếp theo, tôi sẽ ráp cái chân lại, cái chân bàn lại. Như thế là tôi đã hướng dẫn các bạn modeling xong cái đế của một cái bàn cổ điển. Xin chào và chúc các bạn thành công với clip này.